Vừa nãy nghe cái thằng nghe nó chửi mình nghe quá, buồn cười quá. Mà cũng thấy cũng tội cho mấy cái ông bà già bị cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó lừa đảo các ông á. Xong nó chửi mấy chục năm rồi mà các ông ấy già người nhưng mà các ông vẫn chưa lớn lên được tí nào hết. Không? Cứ thù cộng sản. Thù xong rồi mấy cái đứa như Lisa thì thù thù những cái người như Lisa để làm cái gì? Đúng không? Lisa đâu có phải là cái người đánh các ông các bà ấy đâu. Đúng không? Đâu có phải là những cái người chiếm đất nước của các ông các bà, đánh các ông các bà ấy đâu. Thù những cái người như Lisa để làm cái gì? Thực tế, cái gì nó cũng phải thực tế chứ. Thực tế bây giờ là cái lá cờ đỏ là chính thức ở trên cái thế giới này. Đúng không? Các ông các bà ấy thực sự mà cái lá cờ ba sọc ấy mà là chính thức thì các ông các bà ấy về chiếm lại cái đất nước ấy đi. Rồi cắm lên thì người ta mới tôn trọng được cái lá cờ ấy chứ, cứ suốt ngày ba sọc xong rồi bắt đầu rầm lên xong rồi loạn hết cả lên xong rồi ba cái người răng rung thì rụng bà lấy hết rồi xong rồi đứng còn không vững run cầm cập lên xong rồi nhìn nó bôi bác, trời ơi mình thấy không dám nhận là người Việt Nam thật chán, nhìn thấy bôi bác cái chua hết cả mặt ra nhìn thật đấy. Những cái người ở sống ở hải ngoại thử suy nghĩ xem có đúng không, nhìn đúng đây đâu cộng sản, đây đâu cộng sản, chân thì rung 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 thì cứ đầu cúi xuống đấy. Đi ra được ba cái ông chồng chán bỏ mẹ ăn được, nói thật đấy, mấy cái người sống ở hải ngoại thực tế thì dùng tôi cái được suy nghĩ đi, đúng không? Mình có một cái đất nước tự hào như thế không, không mở mày mở mặt ra mà suy nghĩ đi, mẹ chưa có ba cái móng chân thì đứng gậy còn phải chống đứng cái áo cộng sản cầm ba cái lá cờ, mẹ mồm thì răng ở đây còn không có tiền mà chồng nữa, còn phải đi về Việt Nam kia mà chồng răng là còn nắm chuyện nữa, con sốt ruột quá kìa, làm được cái gì? Thực tế đi dùm tôi cái được được bao nhiêu người suốt ngày cái đất nước Việt Nam như thế bây giờ không biết tự hào ấy, cứ ra đứng ấy, xong bắt đầu được ba cái mống ấy, cứ đả đảo cộng sản, đả đảo cộng sản, làm được cái gì? Bao nhiêu triệu người hải ngoại ấy, chúng tôi có gia đình ở Việt Nam, chúng tôi không biết đấu tranh à, cứ làm chua mặt chúng tôi làm cái gì, không khổ quá, làm ơn. Những cái người trẻ người ta không biết suy nghĩ à, chúng tôi sống ở đây chúng tôi không biết suy nghĩ à, chúng tôi không có đầu óc à, trời ơi khổ quá kìa, chua hết cả mặt đấy, làm chua hết cả mặt chúng tôi đấy, thật đấy, tôi nói thật đấy, suy nghĩ đi, thực tế đi. Cảm ơn. Rồi bao nhiêu nước ở Mỹ, Canada, rồi ở Úc, rồi tất cả các nước người ta về Việt Nam, người ta bắt tay mới này, Việt Nam người ta làm ăn rồi buôn bán rồi đầu tư rồi du lịch rồi everything, ta về Việt Nam người ta làm ăn, còn mình á vài ba cái mống sống già khố đế ra đứng mình không vững run lên cầm cập xong rồi đá nào cầm sản rồi hét, mẹ còn hét tiếng Việt nữa, cứ đứng ra ngoài kia như một lũ điên đá nào cầm sản xong rồi
hát còn không 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 ra hơi nữa, có ra cái gì không? Nhưng những người sống ở hải ngoại, những cái người đang sống ở hải ngoại suy nghĩ thực tế, dùng cái đầu ấy thử ngồi nghĩ một tí xem có đúng không, có cảm thấy xấu hổ với lại những cái người người ở đây không? Nói thật đấy, mình đối với bản thân đi xả lên xả cảm thấy xấu hổ lắm. Có cái gì làm được cái gì, làm được cái gì cho Việt Nam không? Chả giải quyết được cái gì cả. Những người trẻ, những người gì á, người ta không, chúng tôi có gia đình ở Việt Nam, chúng tôi không biết đấu tranh à? Cứ Việt Nam cứ thử làm một cái trò gì, cái gì mà đàn áp hay cái gì á, chúng tôi có biết đứng lên không? Bà cái móng gia đình thân nhân thì không có ở Việt Nam, xong rồi đứng người ta đâu cộng sản, ra đâu cộng sản, toàn hơi gió, răng rung thì rụng cha nó hết rồi, xong rồi chả làm sao. Đang điên. Hello. Không, nên xả nói thật đấy, không biết các bạn nghĩ làm sao, có đúng không? Bực cả mình. Nhiều khi nhìn thấy những cái trò thế mình làm ấy, chua hết cả, mình cảm thấy chua hết cả mặt cả mũi. Đúng thì nên xả nói đúng là có những cái đương nhiên phải đấu tranh rồi, nếu mà cảm thấy bất công thì mình đấu tranh, nhưng cái gì nó đúng thì thôi. Chào bạn, tụi nó không biết nhục, không nhìn ra thế giới, nó chui ra cũng từ dân Việt Nam, nó phản dân tộc, tại sao các nước khác người ta cũng tị nạn như nó, mà người ta không làm ô uế như nó, đã theo Mỹ thì thờ Mỹ. Đúng rồi, ông Trump đó, mà mấy thằng này phải đưa nó ra tòa cho người bản xứ dạy nó thì mới thôi nhục não bằng. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ Úc này nó cũng đâu cho treo cờ nữa đâu, treo nó đòi mãi xong rồi nó mới cho treo đúng một ngày, mà phải treo chung mấy cái cờ cờ Úc này, cho treo một ngày vào cái ngày gì, ngày mười sáu tháng gì, ngày gì đấy. Mệt mấy cái suốt ngày cờ mấy quạt. Mà những cái đấy nó đâu có nói với lại những cái người 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 Việt Nam ở Úc này đâu. Cứ giấu giấu giếm giếm cho mày những người ta cái tại sao Lisa cũng phải nói lên cái tiếng nói của Lisa. Lisa cũng là người Úc, cũng là phải đóng thuế ở cái đất Úc này. Đúng không? Cái tiền Úc ấy người ta dân Úc này người ta bỏ tiền thuế ra cho cái cộng đồng ấy chơi với nhau, để dạy dỗ nhau, để cho nhau biết cái luật pháp ở Úc này như thế nào. Chúng nó đâu có dạy đâu. Chúng nó đâu có nói cho cái người ta biết là cái luật pháp ở Úc này như thế nào đâu. Toàn nó che che giấu giấu giếm giếm này. Bọn chó chết. Đâu có phải tự nhiên mà nó có cái cộng đồng ấy, chúng nó đâu phải tự nó lập ra cái cộng đồng ấy đâu. Cái cộng đồng ấy đâu có phải là chỉ có cái bọn cờ vàng mới được sinh hoạt đâu, ai cũng được quyền vào đấy sinh hoạt cộng đồng. Bây giờ Lisa muốn vào đấy đăng ký để sinh hoạt cộng đồng cũng được, không có đứa nào được quyền đuổi đuổi Lisa ra hết. Nó bố láo bố tuét. Con chó chết rồi.
nó đâu có hiểu gì đâu. Nó tưởng là cộng đồng, là sinh hoạt cộng đồng như thế là chỉ có chúng nó cờ vàng chúng nó mới được phép để vào đấy để sinh hoạt, không phải là như thế. Như là tháng nào á, Lisa xã cũng nhận được một cái community của Úc này, nó gửi cho Lisa, nó kêu Lisa tới đây sinh hoạt. Là có những cái chương trình là mình phải đóng tiền, có những cái chương trình không phải đóng tiền, nó kêu mình vào đấy để sinh hoạt, để cho người ta có những cái người ta giúp đỡ cho mình cần có cái những cái gì giúp đỡ, là người, để cho nó vui chơi thoải mái, có những cái hội phụ nữ, rồi có những cái hội người già, có những cái chỗ mà chẳng hạn như trẻ con nó cần cần học về toán lý hóa, hay là nó cần giúp đỡ cái gì đều có hết. Có những cái mình phải đóng tiền, có những cái không cần đóng tiền, chứ đâu có phải như cái bọn chó chết đó đâu. Mẹ, nhiều cái mình bực mình lắm, mình nhìn á, tại vì Lisa không phải giỏi tiếng Anh nhưng mà Lisa cũng biết biết tiếng Anh. Lisa đọc được từ những cái community, những cái cộng đồng của người 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 Anh, người người Úc này, cho nên Lisa đọc từ những cái cộng đồng của chúng nó sinh hoạt, Lisa biết được chúng nó làm những cái trò gì. Nên là bực lắm. Nên Lisa biết được chúng nó làm được cái trò gì đó, nó hở ra cái chửi chết bà đúng Việt Nam rồi đối thoại. Nó đùa ấy, nhiều khi nói thật đấy, nhiều khi Lisa thấy mấy cái đứa mà nó đưa Lisa lên nó chửi, Lisa chỉ muốn bay ngay bay ngay tới xem thấy thằng nào nó muốn nói chuyện với giả thật đấy mà, tại vì nó đâu đáng bao nhiêu tiền đâu, có hơn 100 bạc coi như mình đi chơi, nhưng mà mấy cái thằng đấy nó không biết nó có dám gặp đi sao. Bộ mình xấu hổ cho nó lắm, nhưng nó là lươn sống ngủ bùn, sinh nên không có bùn nó sẽ chết, vì thế bắt buộc nó phải bày trò thì nó mới đi lừa gạt lẫn nhau để lấy tiền. Đúng rồi, nói đơn giản này thôi nha các bạn, ví dụ nó làm ra một cái đại nhạc hội thì nó sẽ mướn một cái nhà hàng. Nó mướn một cái nhà hàng thì nó phải có ca sĩ. Nó mướn ca sĩ thì nó phải có người nó phải trả lương cho người ta. Nó trả lương cho người ta thì nó phải có khách xem. Nó có khách xem thì nó phải bày cái trò này, bày cái trò gì kia ra đúng không? Nó bày cái trò kia ra thì nó phải kêu cái bọn đó đến xem, thì nó phải lừa được người ta đến xem. Nên nó phải làm cái trò này, làm cái trò kia ra thì nó phải mới kêu gọi được người ta tới xem, đúng không? Thế xong rồi nói này, quyên góp cái này, quyên góp cái kia. Lisa đã từng đi tới đấy xem thì Lisa thấy nó, ối rồi ơi, nào là quyên góp cho người nghèo Việt Nam, rồi quyên góp cái bán băng CD, rồi cái này, cái nọ, cái kia. Cái đấy là lừa đảo chứ còn gì nữa. Xong rồi nói người ta đừng có gửi tiền về Việt Nam, nhưng mà lại quyên góp cho người này, gửi về Việt Nam nó lũ lụt, rồi gửi về cho người nghèo, thế gửi về cho mã bố nhà chúng nó đấy, chúng nó bảo đừng gửi cho cộng sản, thế nó gửi về Việt Nam mà gửi cho ai, mà trong khi người ta gửi về cho bố mẹ người ta thì nó bảo là gửi về cho cộng sản, thế còn nó bảo người ta gửi về cho nó bảo người ta quyên góp để gửi về Việt Nam, thế là gửi cho ai, thế có phải là lừa đảo không đấy? Bọn đấy không là lừa đảo hay là cái gì mà mình nói ra thì nó bảo là nó kiện mình đấy. Khách cái cụ tổ, cái thằng nào nó dám 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 kiện đi xả đấy, đi xả, đi xả cầu cho chúng nó kiện đi xả, để đi xả lôi hết cả cái lũ nó nó đưa địa chỉ rồi nó đe cái này đe cái gì đi xả lên kiện cho nó vui. Ok vậy.